Tiếp tục là sức ép của đội tuyển Đan Mạch. Bây giờ để những trận tiếp theo đội tuyển Đan Mạch sẽ cần phải có được ít nhất là 2 bàn thắng. Nhưng đây là một trận không dễ. Trước khi mà phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Và như vậy là trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 là TikTok.